Chào mừng các em học sinh đến với chương trình âm nhạc lớp 4, tiết học dành cho học sinh trong thời gian ở nhà phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 22, ôn tập bài hát Bàn tay mẹ, tập độc nhạc số 6. Sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung thứ nhất của bài học, đó là ôn tập bài hát Bàn tay mẹ. Vậy bạn nào cho cô biết bài hát Bàn tay mẹ do nhạc sĩ nào sáng tác? Khi hát chúng ta cần lưu ý điều gì? Các em ạ, bài hát Bàn tay mẹ do nhạc sĩ Bùi Đình Thảo sáng tác. Bài hát có giai điệu vừa phải, tha thiết. Nội dung nói lên tình cảm yêu thương vô bờ bến, công lao chăm sóc dạy dỗ của người mẹ dành cho con. Vì vậy, khi hát bài hát này, các em cần thể hiện tình cảm vừa phải, tha thiết và chú ý thể hiện đúng những ca từ luyến trong bài nhé. Sau đây, xin mời các em lắng nghe lại giai điệu của bài hát. Mời các em cùng hòa giọng và chú ý thể hiện đúng các ca từ luyến trong bài nhé. Thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp gõ điệm theo nhịp. Hãy quan sát các ca từ được đánh dấu và gõ điệm thật đúng.
theo, hãy thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp gõ điệm theo phách. Gõ điệm theo phách là hình thức thể hiện phách mạnh và phách nhẹ. Các em hãy quan sát các ca từ được đánh dấu và thể hiện thật đúng nhé. Thể hiện xong phần ôn tập bài hát rồi đó. Sau đây chúng ta vào phần nội dung tiếp theo, đó là phần tập đọc nhạc số 6. Bài tập đọc nhạc số 6 được trích trong bài hát Múa Vui của nhạc sĩ Liễu Phước. Sau đây là một vài nét giới thiệu về nhạc sĩ. Nhạc sĩ Liễu Phước sinh năm 1921, mất năm 1989. Ông còn có bút tên khác như Huỳnh Minh Siêng, Long Hưng, Anh Lưu, Hồng Chí. Ông sinh ra quê tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc thành phố Cần Thơ. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ đầu đàn của giới nhạc sĩ Việt Nam, đại diện cho phái âm nhạc Nam Bộ trong thời điểm khởi đầu của nền tân nhạc. Các tác phẩm của ông luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, với những ca khúc như Non Sông Gấm Vóc, Bạch Đằng Giang, Ải Chi Lăng, Hát Trường Giang, sau này đổi tên thành Hồn Tử Sĩ. Bên cạnh đó, ông còn sáng tác một số ca khúc thiếu nhi được nhiều các bạn nhỏ yêu thích như Gieo Vang Bình Minh, Múa Vui. Và sau đây, xin mời các em hãy cùng lắng nghe bài tập đọc nhạc số 6 được trích trong bài hát Múa Vui nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu bài tập đọc nhạc số 6 nhé. Bạn nào cho cô biết bài tập đọc nhạc số 6 được viết ở thể loại nhịp gì? Đúng rồi, bài tập đọc nhạc số 6 được viết ở thể loại nhịp 2-4. Vậy bạn nào cho cô biết trong bài tập đọc nhạc số 6 có xuất hiện những nốt gì? Hãy nói tên các nốt đó từ thấp lên cao. Những nốt từ thấp lên cao đó là nốt Đô, Rê, Mi, Son. Câu hỏi tiếp theo, bạn nào cho cô biết trong bài tập đọc nhạc số 6 có thể hiện những hình nốt gì? Những hình nốt được thể hiện trong bài tập đọc nhạc đó là hình nốt đen, hình nốt móc đơn và hình nốt trắng. Sau đây chúng ta cùng luyện tập tiết tấu nhé. Hãy quan sát và nhận xét tiết tấu của khuôn nhạc thứ nhất và khuôn nhạc thứ hai. Như vậy, tiết tấu của khung 1 và khung 2 giống nhau, vì vậy bài tập đọc nhạc này có chung một âm hình tiết tấu. Nào, chúng ta cùng luyện tập tiết tấu. Lần thứ nhất,
hãy lắng nghe lần thứ hai, xin mời các em thực hiện. Đơn đơn đen, đơn đơn đen, đơn 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 trắng. Một hai. Tiếp theo, các em hãy tập nói tên nốt theo bài. Lần thứ nhất hãy lắng nghe, lần thứ hai thực hiện. Khuôn nhạc thứ nhất: son mi mi, son mi mi, re do re mi re. Một hai. Khuôn nhạc thứ hai: son mi mi, son mi mi, re do re mi re. Một hai. Các em hãy nói tên nốt nhạc theo tiết tấu. Lần thứ nhất hãy lắng nghe mẫu, lần thứ hai xin mời các em thực hiện. Khuôn nhạc thứ nhất: son mi mi, son mi mi, re do re mi re. Một hai. Khuôn nhạc thứ hai: son mi mi, son mi mi, re do re mi do. Một hai. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện cao độ. Lần thứ nhất lắng nghe mẫu, lần thứ hai xin mời các em thực hiện lại. Đô rê mi son, son mi rê đô. Sau đây chúng ta sẽ tập đọc nhạc. Các em sẽ lắng nghe mẫu, sau đó thực hiện lại. Khuôn nhạc thứ nhất: son mi mi, son mi mi, re do re mi re. Khuôn nhạc thứ hai: các em hãy ghép hai khuôn nhạc, lần thứ nhất lắng nghe, lần thứ hai thực hiện lại. Các em cần lưu ý ngân đủ phách nốt cuối cùng của khuôn 1 khi chuyển sang khuôn 2. Các em hãy thể hiện bài tập đọc nhạc với hình thức kết hợp gõ đệm theo phách bằng bàn tay như cô vẫn hướng dẫn trên lớp học. Xin mời các em. Các em hãy ghép lời ca cho bài tập đọc nhạc. Lần thứ nhất đọc nhạc, lần thứ hai ghép lời ca. Xin mời các em. Thank you.
em sẽ thể hiện lại thêm một lần nữa nhé. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi. Cô hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Để chuẩn bị cho tiết học sau, chúng ta hãy tập biểu diễn bài hát với một số động tác vận động phù hợp. Tập đọc bài tập đọc nhạc số 6 đúng cao độ, trường độ, kết hợp với gõ đệm bằng bàn tay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.